bạn nha. Các bạn, lần đầu tiên hai mẹ con mình làm video này đưa lên YouTube với mong muốn là được làm quen với tất cả các bạn và cũng như là để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về thiên nhiên, môi trường. Mình rất là yêu cây, yêu cỏ, cho nên là hai mẹ con mình với quyết định hôm nay đi dạo chơi sẵn, cũng có ý định là đi hái hoa bồ công anh đó, để thành thử ra hai bọn mình cũng, hai mẹ con mình cũng sẵn dịp quay lên YouTube luôn. Đây là quay nghiệp dư, không có biết gì hết á. Hy vọng là các bạn thích video của hai mẹ con mình nha. Đây. Các bạn ơi, đây là thành quả của mẹ con mình sau một hồi đi cả tiếng đồng hồ, hái, vừa đi bộ, vừa hít thở không khí trong lành. Hai mẹ con mình đang ngon vậy. Nghỉ ngơi chút xíu trước khi đi về nhà để thực hiện công việc xử lý cái mấy em ngủ cùng mình. Tây nãy giờ con đi với nó mình không mệt. Mệt quá rồi. Bây giờ hình tạo không khí trong lành thấy sao? Các bạn thấy em tươi ra em khỏe lại rồi đó. Mình thấy em đi em khàn quá. Đấy, cảm sự con chỗ mình ngủ cũng là các bạn đẹp quá. Tiếng chim hót líu. Đây là trên đường hai mẹ con mình đi hái hoa bồ công anh nè các bạn. Đó, cái khu đường, cái khu này là gần chỗ mình ở khoảng 5 phút đi bộ. Đây là một cái khu hoang dã, cho nên mình ra đây mình hái hoa bồ công anh đó, mình không có sợ là nó có chứa những cái thuốc hoặc là những cái chất độc hại. Đây, các bạn thấy không? Đây là hoa bồ công anh này nè. Các bé gọi cái trò chơi này gọi là con with seed. Đó có nghĩa là các bé cầm hoa bồ công anh lên, sau đó hít một hơi thật là sâu và các bé đặt một điều ước, sau đó các bé thổi trong một hơi thở đó mà các bé thổi hết tất cả các hạt đi thì các bé sẽ được, thì cái ước mơ của các bé sẽ thành hiện thực. Cho nên các bé rất là thích. Mình thì lớn tuổi rồi, thổi ha không hết, không có bay hết được. Thật bao nhiêu lần luôn cũng không có bay. Lạ lùng vậy đó. Trong khi con mình nó thổi còn hơi, nó bay hết cho nên nó thích lắm. Rồi cái hạt xếp cây này là một trong 41 các loại rau cây quý nhất ở trên trái đất này, tại vì nó chứa rất là nhiều thành phần rất là tốt cho cơ thể con người. Nó bao gồm 17 chất dinh dưỡng, các vitamin và khoáng chất cũng như các hợp chất, đặc biệt là chất antioxidant là các bạn. Bên Mỹ người ta thật sự cây này là cây quý nhưng mà người ta biết nó lắm luôn, tại vì hả nó rất là dễ trồng, gãy rễ nó lại bám rất là sâu dưới đất cho nên nhổ nó đi rất là cực. Đây là thường gọi là cây dại luôn á, người Mỹ họ gọi là cây dại tại vì nó cứ bay vô cái bãi cỏ nhà người ta xong rồi nó mọc đầy lên làm cho cái bãi cỏ ở trước nhà người ta nhìn không có đẹp đó, thành thử người ta cứ phải xịt thuốc, mang thuốc, mua thuốc về rắc xịt để diệt nó. Thành thử hai mẹ con mình ngày hôm nay muốn đi ra ngoài đây hoang sơ, không có ai diệt nó hết, không có dùng thuốc gì hết, để khi mình hái nó, mình về mình uống, mình làm trà, mình phơi khô hay mình hái những cái lá non của nó đó để mình ăn. Đây, đấy, có một bạn hoa bồ công anh ở đây. Đấy. Đó, đây nè các bạn. Các bạn hái cái hoa này nè. Đó. Về các bạn ngâm với nước muối rồi làm chè uống rất là tốt. Đấy, cái rễ của nó cũng vậy. Rễ nó giàu chất fiber lắm các bạn.
Còn đây là đâu, để mình coi. Đây, đây là những cái lá non của nó. Các bạn hái về rửa sạch rồi trộn chung với những cái xà lách khác ăn sống. Lá nó hơi ăn khoáng, ăn sống rất là tốt, chữa được cả bệnh ung thư đó các bạn. Để mình tìm nữa nha. Đây, cái rễ nó rất là chắc. Ở đây mình nhổ không nổi tại cái rễ nó chắc lắm. Mình phải dùng cái cuốc mình đào nó lên đó, thì mới lên được cái rễ của nó. Cái rễ của nó các bạn. Ôi trời, uống nó rất là nhiều chất phai rồi. Nó giúp cho cái dung hòa cái những cái bacteria trong cái hệ tiêu hóa của mình đó. Rất tốt, làm cho cái đường ruột của mình tốt, không có bị ung thư đường ruột hay là không có bị gì hết về đường ruột đó các bạn. Thôi bây giờ nói nhiều rồi, bây giờ mình cho các bạn coi này, con mình đi hái nha. Mấy tuần trước đó là con mình hái rất là được nhiều, nhưng mà sao không hiểu thôi, hôm nay hình như nó hết mùa hoa đó rồi. Thành thử lâu lâu với lát đát có một hai bông thôi. Thôi thì sẵn gì thấy hoa nào thì hái hoa đó. Chủ yếu vẫn là hai mẹ con mình đi dạo cho có sức khỏe, quê nắng, cho có nhiều vitamin D chống lại coronavirus. Ôi, mình thích đi vô đây lắm các bạn, không khí ở đây rất là trong lành, hiếm có người đi vô đây. Thành thử hả, khi mình đi vậy đó, mình khám phá, mình tìm tòi cây này cây nọ, thế là con mình nó cũng biết, nó học hỏi theo. Christy ơi, các bạn ơi, mình thấy cái cây này giống cây cỏ mực quá mà mình chưa bao giờ. Các bạn cho mình hỏi thử có phải cây này là cây cỏ mực không nha. Nè, cái thân nó thì đỏ, cái lá nó thì vậy nè. Nếu các bạn biết thì các bạn chỉ mình nha, vì mình cũng rất là thích uống nước cỏ mực đó. Hồi xưa mình được một cái anh hàng xóm hái về giã ra uống nước ngon lắm, mình nhớ từ đó đến giờ đó. Mà bây giờ mình không biết phải cây này là cây cỏ mật nữa không nè. Wow, con mình đang hái đó các bạn. Đây, wow, có mấy em bồ công anh luôn. Wow, hái được nhiều chưa con? Bé nhà mình thì hái rất là thích hái hoa, bắt bướm, bắt ốc. Ngày nào cũng đi bắt ốc sưu tầm được hả? Nguyên một bộ sưu tập ốc luôn. Thôi đi. Đấy các bạn thấy. Đó các bạn thấy không? Những người Mỹ họ rất là thích dắt chó đi dạo vào mỗi buổi sáng, vừa exercise vừa cho con chó của họ đi tiểu tiện. Mà ở đây mỗi lần chó mình đi tiểu tiện hết liền, tí con mình mới hỏi tiểu hòa bồ công an bạn ướt gì á, con mới ướt gì xong mới rất tay. Bé còn hơi ngại, chưa biết ướt gì thổi chơi chứ. Hôm qua bé ướt rất là nhiều điều, sau đó bé thổi mà phát bay hết, cho nên bé thích lắm. Hoa này đẹp quá các bạn ơi. Hoa vàng này nó cũng thuộc dạng hoa dại đó các bạn. Mình đi mà mình thấy lâu lâu mình thấy những cái cành hoa này nó điểm ở trên cái bãi cỏ, nhìn rất đẹp, nó dễ thương thì thôi, mình gọi đó là hoa đồng nội. Rồi, ồ, rồi đất thì ướt rồi, ướt trước đi. Rồi thì sẽ có một con chó. Rồi không bay hết rồi. Thế là điều ước chưa được thành hiện thực. Nhưng mà dẫu sao thì những cái hạt này cũng bay xa, thật xa. Nó lại gieo lên những cái cây mới, những cái cây thuốc quý cho trái đất này, cho chúng ta sử dụng nó. Còn tới mình đi làm rồi, không biết còn thời gian để nhổ những cái
Nó không nữa cho nên thôi tranh thủ cứ rảnh rỗi được ở nhà ngày nào thì lại đi nhổ mấy ẻm và làm trà uống. Ôi cái giếng này nó tròn xoay nè, nó tròn ghê luôn á. Thật ra ở xung quanh là cái hộp không có các bạn, gió thổi nó cũng bay cho nên nó rất là dễ trồng, rất là cái dại luôn, hầu như người ta chẳng có trồng, tự nó mọc lên. Nấu trà lên cái mình cho vô uống nó cũng thơm lắm các bạn. Các bạn thích cho đường vô thơm thì các bạn cho thêm đường vàng, đường mía tự nhiên đó, chứ đừng có uống đường trắng không tốt đâu. Còn như mình thì mình ngại uống đường đó, tại vì cho nên hầu như là mình uống không à. Nhưng mà chồng mình thì thích cho một ít mật ong hay một ít đường vô này uống thì nó ngon hơn. Con mình có cái giỏ dễ thương lắm nè các bạn. Wow. Có khi những cái lá của nó đó, các bạn hái về các bạn rửa sạch, các bạn bỏ nắng phơi khô mấy ngày rồi cũng uống trà được luôn. Nhưng mà theo mình biết uống như vậy thì nó ngon, cái mùi nó giống như nước sâm vậy đó. Nhưng mà thật sự cái công dụng nó không tốt bằng mình uống tươi ha. Mình hái lá tươi và lá già thì mình luộc lên mình ăn với uống nước. Còn cái lá non thì mình trộn giống như rau sống đó, ăn với những cái loại rau khác cực kỳ tốt luôn nha các bạn.